What? Xin chào mọi người, mình là Duy Hưng, mình là demo chatter của công ty Yamaha Music Việt Nam. Hôm nay mình rất được vinh dự, hân hạnh thực hiện một video livestream về đập thủng cây đàn Dinos của Yamaha. Đây là siêu phẩm của Yamaha trong năm nay, và ở trên YouTube, trên mạng thì đã có những hình ảnh, những video đó rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Yamaha Music Việt Nam tổ chức một buổi đập thủng ngay chính tại văn phòng công ty. Bây giờ chúng ta cùng đập thủng nhé. Xin mời bạn em phụ mình. Wow, hoàn toàn mới mọi người. Rồi. Phiên bản này đặc biệt là nó chỉ có một phiên bản duy nhất, 76 phím, không còn 61 phím nữa. Rồi, chúng ta sẽ xem. Wow. Wow, thật sự rất là đẹp mọi người. Chúng ta có trên mạng thấy nó đã đẹp rồi, khi mà được trực tiếp rờ cho nó, nhìn nó, chúng ta mới thấy được nó còn đẹp hơn vậy nữa. Cứ như kiểu là một giống một cái điện thoại cùi bắp hoặc một cái iPhone X vậy. Rồi, được rồi. Xoay lại. Ok. Phụ kiện của nó rất là đơn giản thôi, chỉ có một cái dây nguồn của nó thôi. Cái chân mà đặt lên nó thì chúng ta sẽ phải mua riêng. Đây là đóng sắt chưa sử dụng. Rất là đẹp. Còn đây là giá nhạc. Dòng sản phẩm này để thay thế dòng Tyros 5. Không giống như việc mọi người hay coi trên mạng là những cái review đập hộp điện thoại, tại vì đập hộp một cái đèn nó rất là nhiều công đoạn nên nó mất nhiều thời gian. Ok, dây nguồn nó đâu nhỉ? Mọi người thấy nó rất là đẹp ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là về kiểu dáng của nó đã thay đổi hoàn toàn so với Tyros 5. Nó có những đường bo tròn gọn hơn. Cái đèn này nó dễ khiêng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là gam màu của nó đã không còn là màu trắng như Tyros nữa, mà là một màu xám đen, nhìn cực kỳ chuyên nghiệp. Nó rất là có nhiều cổng kết nối ở đây. Nhưng mà sẽ có một buổi demo riêng dòng sản phẩm này về các tính năng và các cổng kết nối của nó. Rồi bây giờ chúng ta thử mở xem khởi động lên cái đèn này nó có cái gì. Đây. Đấy. Wow, mọi người có thể thấy này, cái màn hình của nó rất là bự. Yamaha cung cấp thông tin là màn hình của nó lên tới 9 inch, tức là nó gần bằng một cái iPad. Màn hình rất là đẹp. Đó, mọi người có thể thấy. Màn hình của nó rất là bự. Với màn hình này thì việc điều khiển của hay là khi mà chúng ta chơi nó rất là nhanh. Và đặc biệt làm nhạc thì cũng rất là thuận tiện cho chúng ta, thay vì nó có nhiều nút như hồi trước của Tyros.
Ở trên đây nó cũng có một màn hình phụ. Cái màn hình này để hiện các thông số light control hay là những cái thanh công cụ khác. Và mọi người có thể thấy là số nó rất là đẹp. Nó hiển thị rất là rõ ràng và chi tiết. Thay vì hồi trước là những cái thanh này nó ở giữa giống như Tyrus 5 thì bây giờ nó được chuyển sang đây để nhường cho màn hình cảm ứng. Đặc biệt hơn nữa, mọi người nhìn thấy là ở đây cái bộ nhớ tiếng của nó thì ở đây nó thay vì hồi trước là chúng ta có 8 thôi thì bây giờ với Tyrus là tới 10. Điều này cực kỳ thuận tiện khi mà chúng ta biểu diễn trên sân khấu hay là làm nhạc, nó rất là nhanh. Wow, cái này rất là đặc biệt mọi người. Band của nó đã là band 4 chiều. Lần đầu tiên sản phẩm của Yamaha đã được ráp band 4 chiều. Cùng với đó, với chức năng Etico Super Equalization gì đó, nó có tới 3 cái. Thay vì chiếc Tyrus là chỉ có 1 đến 2 2 cái, bây giờ nó đã tới 3 cái rồi. Rồi. Có một bên đây nữa là có mình những cái phím điều khiển của nó. Nó này bằng màu rất là đẹp. Cũng khá là thuận tiện. Rồi có những cái cộng những cái chức năng ở đây thì để cho chúng ta vô những cái tính năng mà mọi người hay sử dụng khi mà gài vô đây thì rất là nhanh, thay vì hồi trước nó chỉ có 4 thôi thì bây giờ tới 6. 6 cái để chúng ta vô. Lỗ cắm USB. Chiếc cây đèn này thì nó có tới thêm một cổng USB nữa, tức là nó sẽ có tới 3 cổng USB ở đây, ở sau và đấy nữa, ở dưới phần đèn. Rồi, còn một cái thông số nó rất là đặc biệt mọi người. Mọi người có biết là cây đèn này bộ nhớ trong nó bao nhiêu không? S970 hình như là 750m, đúng không? Montage là 1,5 GHz. Còn đối với Vinod, một con số rất là khủng khiếp, đó là 58GB. 58GB, mọi người tưởng tượng 58GB thì mọi người xài như thế nào. Rồi, bộ nhớ mở rộng của nó khi mà để chúng ta tạo sampler nữa là 2GB. Tức là gần như không bao giờ chúng ta sẽ cần một cái USB để mà cài đặt hay là gì nữa. Bản thân nó đã quá lớn và khủng khiếp rồi. Rồi, với video này nếu mà trên 100 like thì Yamaha Music Việt Nam sẽ tổ chức cho mọi người được trải nghiệm, được đàn, được nghe thử âm thanh của nó trong một dịp thời gian rất là ngắn sắp tới. Mọi người hãy ủng hộ Yamaha nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghe một số âm thanh của nó một chút ha. Vì Hưng chưa có được trải nghiệm nó lần nào nên Hưng sẽ không đàn nhiều thứ được. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghe một tiếng của nó. Một tiếng rất là căn bản. Đó là piano. Với cái đèn này thì nó đã được tích hợp bộ tiếng piano nổi tiếng của Yamaha, đó là Shift X. Bây giờ chúng ta nghe nó xem. Thank you.
bản 76 phím thì với kinh nghiệm mình đi làm cho thấy là nó là vừa đủ cho với anh em mà chơi piano. Tại vì khi mà chúng ta đi làm thì những cái quán tám ở trên đây á, chúng ta ít khi sử dụng nó. Nhưng bù lại những cái quán tám mà cực trầm như vậy rất cần thiết. Đó, có lẽ đó là lý do tại sao mà Yamaha không tung phiên bản 61 phím như lần trước nữa. Rồi, hy vọng là với video đập thùng cây đàn này sẽ tạo cho mọi người một niềm cảm hứng. Và hãy ủng hộ Yamaha bằng cách like trên Facebook. Nếu trên 100 like thì ngay tuần sau chúng ta sẽ có những buổi trải nghiệm thực tế với cây Ginot này. Xin chào mọi người.